Ở đây mình có bột mì với lại nước, được pha theo tỷ lệ là 30 g bột mì thì 20 g nước nha. 90 g bột mì thì là 60 g nước. Mình quậy cho nó tan đều ra, xong mình để cho nó nghỉ nửa tiếng đến 1 tiếng rồi mình mới chiên nha. Nó mình cắt phô mai ra những cái cục vuông như thế này nha. Rồi mình lấy phô mai nè, mình quấn vô cái bột này. Lăn xong mình lăn vô bột xù nữa nha. Rồi mình vớt ra cái vợt. Rất là giòn luôn nha. Rất là ngon nha mọi người. Rất là giòn, rất là ngon.